Theo truyền thông Indonesia, đã có ít nhất 13 người chết trong vụ tai nạn cháy tàu biển chở hàng trăm hành khách ở miền đông Indonesia vào hôm qua theo giờ địa phương. Theo ông Isyad Nuka, giám đốc cơ quan giao thông vận tải của tỉnh Đông Nusa Tenggara, các đội cứu hộ đã cứu được 241 người trong số 254 hành khách và thủy thủ đoàn. Có 13 người chết, 241 người khác được sơ tán. Nhà chức trách đã điều động 3 tàu cứu hộ và người dân địa phương dùng thuyền viên của họ để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đội cứu hộ gặp khó khăn trong tiếp cận con tàu do ngọn lửa và dòng chảy mạnh. Tai nạn tàu biển khá phổ biến ở Indonesia, quốc gia có đến 17.000 hòn đảo lớn nhỏ do các tiêu chuẩn an toàn thường không được chú trọng. Năm 2018, một chiếc phà bị chìm trên đảo Sumatra khiến hơn 150 người chết đuối.